Coi chào mọi người nhé. Coi bây giờ với cả em Trọng và em Giáp đang chờ giờ để đi lên Tuyên Quang và rước dâu ấy mọi người. Thì bây giờ là anh em cũng ngồi củi, đêm nay thì anh em cũng chưa ngủ mà đang tranh thủ nướng khoai. Thì cũng khoảng tầm hơn một tiếng nữa thì đoàn xe sẽ bắt đầu xuất phát. Khoai thì bây giờ em Trọng đã cho ra một củ rồi, bây giờ thì Trọng thử nào. Nhà nhưng mà cẩn thận là rụng răng đi nhá. Vậy, em xin phép các anh nhá, em thử trước, mời cả nhà nhá. Cẩn thận đây em ạ. Thế nào em? Bở lắm anh ạ. Bở lắm à? Thế thì ăn được hết rồi đấy. Đây, 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 đây anh thử xem anh. Anh thử cái này đi. Anh tí. Ở đây tí anh làm củ này. Đây còn 4 củ nữa mà. Đây để em. Thoải mái đi. Em bắt củ khác. Ngồi để ấm lắm, hôm nay lạnh mọi người. Con này em sợ chưa thấu ấy. Đêm anh em cũng chưa ngủ. Đây em bắt củ này cho anh thử đi. Uầy. Uầy. Bóc đã được luôn. từ anh nhá, để em bóc nốt phần dưới này đi. Anh tí anh phải ăn cái. À con mời mọi người em. Tí hai coi phải ăn cái vỏ này. Đừng vứt đi cái vỏ đấy. Phần này đây. Thơm nhất là phần đấy đúng không anh? Ừ. Được rồi đấy. Đây cả nhà xem bóc ra như trứng này. Để anh còn phần dưới nha. Ôi anh xin nhá. À coi mời mọi người nha. Củ đấy chín cho anh đã. Chắc là chín rồi em ạ. Để em bóc cho anh. Ủa, cứ để đây em ơi. Ừ. Tí anh ăn này anh gì cho bở lắm mọi người ạ. Khoai này bở. Khoai này ngon đấy. Ăn ngon đấy nhỉ. Ừ. Củ anh hai chín chưa? Chín rồi em ạ. Ngon lắm nhưng mà mỗi tội là nóng. Hơi nóng. Em để cho nó nguội tí em mới ăn. Cái này đúng mà cắn được vào một phát thì rụng răng nhỉ. Ừ, rụng răng ấy. Vâng. Ăn hết sức cẩn thận. Bây giờ thì Hà Còi với cả em Giáp với cả em Trọng ăn khoai xong là chuẩn bị lên đường đi Tuyên Quang. Và đặc biệt là đi khu vực du lịch của Tuyên Quang là Na Hang. Na Hang Tuyên Quang, Hà với cả em Giáp là lấy vợ cùng tỉnh với nhau mọi người. Vâng. Lấy vợ Tuyên Quang. Anh em mình rể Tuyên Quang. Mai anh em mình uống với nhau một ly nhá. Ok. Nhưng mà người ta bảo là con gái Tuyên Quang xinh nhưng mà đúng tổng thể cũng nhìn cũng có duyên thật nhỉ. Thôi mọi người đón chờ tiếp theo mọi người nhá. Bây giờ là 2 giờ mọi người ạ. Thì Hà Còi vẫn quyết định nướng thêm miếng giòn nữa. Quyết định nướng thêm miếng giòn. Ôi cháy rồi. Nhưng mà đéo ngủ được. Bạn nào uống cái đéo ngủ được thì bây giờ đâu cũng ngủ. 2 giờ rồi, khoảng 30-40 phút nữa thì sẽ đi. Tỉnh hẳn luôn, không ngủ được không? Ai, trời tỉnh. Cà phê này. Chị Phượng hả? Có mở cửa không? Xanh. Rồi còn như này. À, ăn cháo nhá. Bạn ăn cháo nhá. Có bột canh đằng sau ấy, nhạt lắm. Và mời mọi người nha, miếng giò nướng ăn đêm đây. Giò thịt lợn chiều nay ấy, mọi người. Không pha một tí bột nào ăn nó rất là ngon. Có giò gì sao đồ ăn không? Đây là thiếu canh nhạt. Nhạt lắm. Chẩm nướng là ăn ngon. Chẳng nhìn thấy gì cả. Mình ăn đến đâu mình gác cũng đấy. Nó hơi mặn tí thôi. Đấy, ăn chơi. Anh em mình đang lấy cháo. Dũng không làm bát nữa. Vừa nãy về phát làm tô rồi. Thế không kịp làm tôm nhảy. À coi sẽ ăn xong miếng giò này sẽ lên đường mọi người nha. À tôi bạn đang xem điện thoại. Ngồi uống nước một tí lên đường. Tôi toàn ấy, tôi tưởng bạn bình thường bạn ngủ hoàn toàn đèn điện nên tôi sau đấy lúc sau thấy chùm mặt thôi. Nó ăn cháy nó ngon rồi mọi người. Dũng cũng Dũng cũng đi nhiều về Dũng. Đang chờ tôm cái này. Dũng sắp đi ăn nước rồi. Mà coi sẽ ăn xong miếng giò đi uống nước rồi chuẩn bị đi. Đồ đoàn này lên đường mọi người nhé. À bây giờ anh em mà coi Giáp là sẽ lên đường đi Tuyên Quang mọi người, đi Na Hang để đón dâu. Đón dâu rồi đây là xe đây. Xe dâu đây.
Lên đường mọi người nhé. Đến đây thì ai không hút thuốc lá cũng thành hút thuốc lá thôi. Thở ra khói hết. Đã đến hang rồi mọi người ạ. Đi từ 2 giờ sáng đến bây giờ là khoảng tầm là gần 8 giờ rồi. Tới hang và đoàn xe đang dừng đây để chuẩn bị là đến nhà gái rồi. Và đến đây thì sương mù rất là dày đặc. Lúc cái đoạn mà trên núi thì nhìn rất là nhiều sương mù luôn. Ôi mà hôm nay lên đây quá lạnh luôn. Ra em mặc thì nó lạnh đấy. Vâng, em lạnh mà. Nhưng mà vui làm nào được. Lạnh quá mọi người ạ. Không mang khoác đi ạ. Đoàn đang dừng lại đây nhưng thực sự là bây giờ là rất là lạnh. Hôm nay thì ở dưới xuôi thì cũng lạnh nhưng mà lên trên này thì có một cái độ lạnh rất là lẽo. Nhìn đàn lợn mọi người này. Lợn này thịt. Mọi người đến giờ bắt đầu là đưa lễ vào nhà gái rồi mọi người. Em Giáp này đang rất là hồi hộp. Vừa mọi người phải đốt lửa kia để sưởi ấm. Đó luôn rồi. Bây giờ bắt đầu nắng lên rồi nhưng mà lúc nãy thì trước khi chưa nắng thì rất là lạnh. Đẹp luôn đấy, đến giờ đưa lấy vào cái làm mặt trời gì. Gà của Giáp đâu? Em Giáp có nhiệm vụ bê con gà mà quên mất. Sách. Đúng rồi. Ngược à, ngược coi. Đấy, đúng rồi. Con nó chẳng ngược. Vâng, được rồi, nhưng mà nó phải rồi. Đi trước à? Let's go. Đi đâu? Nhà bố mẹ vợ em Giáp đây mọi người. Nhà nguyên bản nhà sàn luôn. Nhà gỗ. Bố mẹ vợ em Giáp phải nuôi rất là nhiều ngan tạ mọi người. Ngan với ngỗng với gà vịt. Đấy vườn luôn. Gà vừa nó chạy vừa đoàn ra ngoài kia luôn. Kia là chuồng lợn. Đây cũng là chuồng lợn, đây là rán bếp này. Nước chảy quanh năm ngày tháng nhờ sự nhỉ. Không sợ hết nước đúng không? Nước khe đấy. Và nhà có một cái khuôn viên nhà gỗ rất là đẹp. Chắc là háo hức nhất là vẫn là tí nữa xem là ẩm thực và ăn cưới ở trên này như nào, có những cái món gì tí Hà sẽ giới thiệu với mọi người sau nhá, mọi người chờ xem nhá. Hà cũng lấy vợ ở Tuyên Quang nhưng mà vợ Hà ở thành phố nên là Hà cũng chưa được trải nghiệm cái phố ăn cưới của người Tuyên Quang. Bây giờ thì các chị đang làm rau đây mọi người này. Tất cả đun bằng củi nhá, rau đây mọi người ơi, rau cải ngọt. Rau cải miền núi xào. Đây là các đồ gì đấy chị ơi? Nồi cơm. Cơm với xôi. Nhìn cái khung cảnh này mọi người thấy hấp dẫn không? Đây là xương này, xương chắc là tí nó canh này. Xương. Đây là xôi gấc mọi người. Đây thì đang trên, mọi người đang chiên tôm. Tôm chiên. Đây là chắc là thịt bò để tí xào đúng không ạ? Đây là thịt bò chị ơi. Thịt bò. Ăn đến đâu xào đấy. Xào nó sẽ chậm hơn đúng không chị? Vâng, lạnh này người làm cũng chậm ấy. Người làm chậm mà nó cũng nhanh nguội hơn. Bò đây, tôm mọi người ạ. Còn đây là cái món chắc là hấp dẫn nhất đây này.
thịt nướng. Thịt lợn nướng đúng không ạ? Vâng, thịt lợn nướng. Xiên nướng này thì mỗi người một xiên nhỉ. Thế là về tôi không ăn món gì nữa đâu. Đây, thấy có một chị đang ngồi xiên đây mọi người. Chị đang ngồi xiên. À, xiên xong mình lại bỏ đây. Bây giờ mà ăn vụng miếng có được không anh? Chắc là được. Thế thì xin phép nhé. À, có xin phép mọi người nhé. Mời mọi người một miếng thịt nhé. Nóng hổi này. Cầm nó cầm gì ăn ngon lắm mọi người. Nóng lắm. Ngon cực kỳ luôn. Chị tẩm mỡ có gì mà ăn ngon đấy chị? Chị chả bị phết được không chị? Rất nhiều gia vị luôn. Mọi người đã thấy con gái Tuyên Quang nổi tiếng chưa? Nên cả nước ạ. Ngon chưa? Bên này cả nhà. Bên này là đang luộc luộc nha. Thơm thế cả nhà. Ta chỉ ướp nguyên nước mắm với lại hành như khô thôi. Vâng. Đây thì mình hình như có cả gừng rồi chị. Không, riềng. Riềng lợn này, riềng. Riềng mẹ mắm tôm. Không, không có lá mốc mật à? Dạ không ạ. Lá mốc mật thì nguyên chả ra. Thì nó là lá mốc mật. Mấy gì ông Chiến này, thích ăn món gì? Thích gì anh Dọc? Cứ là... Bây giờ trời bắt đầu nắng lên rồi nên là cũng đỡ hơn. Buổi sáng lạnh quá chị nhỉ? Sáng lạnh thật. Nóng hôn. Nhìn thấy lạ lạ đúng không ạ? Nhìn thấy lạ, toàn những đẹp trai ở đâu về, toàn trai gái đẹp thôi, toàn tài gái sắc thôi. Làm sao mà gái Tuyên Quang chính gốc ở đây được ạ? Mọi người nhìn thấy chị chặt thịt gà không? Đẹp không? Bày ra đĩa này. Chặt. Không đâu, ở đây á, ở đây bọn em làm con gà hai đĩa thôi cho nó đầy đặn. Bốn đĩa đầy đấy, không ấy đấy. Kể cả không to nhưng mà gà nó không bao giờ nó được đầy như thế này, nó đầy đủ như thế này. Cứ đã làm là làm cho nó thật đầy. Cái gì? Một con hai đĩa này. Chiếc bánh chưng ngon lắm. Đây là chanh này để rắc đây đúng không chị? Là chanh để rắc đây em ạ. Gà 10 con rắc cái này thì thơm lắm đấy. Rắc lên xong là bọc nữa. Hà sẽ quay chi tiết cho mọi người cô chặt con gà như nào nhé. Chị chặt rồi. Quay phim chụp ảnh hả? Nhà gái tha hồ lên YouTube xem nhá. Đây là món xoài quay chưa? Quay món xoài này quay. Chưa? Chắc là quay rồi đấy ạ. Ây da, nhưng mà ai lấy đi cho mình đừng nhỉ. Một con gà đúng hai đĩa luôn mọi người. Xôi ngon mà, xôi này nếm đường đấy. Điểm điểm nó đúng không chị? Gà như nó ngon. Gà đôi đấy. Gà đồ đấy. Gà này ăn ngọt và dai lắm. Này sao có bọc với chị? Bát thịt này là bát thịt này làm mà. Thôi em ơi cho cái này ra hộ chị ăn muốn luôn á. Đục xôi thì thấy đến ăn. Không bọc gà. Xôi nóng nó dẻo ngon. Em sao quay nồi xôi chưa? Quay nồi xôi. Xôi là xôi nếm nương đấy. Sư bốc miếng đi sư. Cái đây này, trong này. Mình ăn của nhà gái người ta lại bảo mình là thành ăn trực thì buồn cười lắm. Phải nếm thì mới biết được chứ. Mình nếm mới biết, ở đây người ta mến khách mà. Mến khách mà, tí nữa anh nếm cho em xem. Anh ơi, cuối cùng em xin được rồi. Nếm 2 bát thôi. Xin mời cả nhà. Đây, cả nhà nhìn cái thứ gạo anh Hào quay sát cho cả nhà xem. Rột gạo trông nghe vẻ to hơn anh ạ. Xin mời cả nhà nhá. Đây là nếp nương đấy, ngon lắm.
dẻo nhỉ, nhỉ? Ngon nhỉ? Dẻo lắm. Thơm, ok. Xôi ngon đúng không? Ngon. Cái gạo vùng cao nó cũng khác khác nhỉ chị nhỉ? Cái hạt gạo nó to hơn mà nó dẻo hơn. Nêm nương. Đấy, bây giờ các chị sẽ gói vào cái lá chuối để giữ giữ ấm đấy. Nó rong. Nhầm. Cuốn như này nó đỡ vùng đét luôn. Nó trơn, cầm nó đỡ trơn tay. Như bánh chưng luôn. Đặt nó mới chắc. Đang cuốn đấy. Không cần quân mà vẫn cứ vuông. Đây là chủ nhà. Thể hiện đấy. Vâng ạ. Như thế mà cũng được luôn. Đây là đồ là cổ của gia đình nhà mình hay là các chị mang đến ạ? Đây Hiệp ơi. Đây của các chị mang đến. Các chị mang đến ạ. Chị xem hỏi chính dụ như là cái bông gỗ như thế này mình bày lên đấy thì là ở trên này là bao tiền một mâm? Nó không tùy. Mình gia đình mình đặt là mâm triệu, 2 mâm triệu, 1 mâm triệu. Mâm 8-900 nó không tùy đâu. Nhưng mà thường thường là cứ phải mất 900 đổ lên. Hôm nay sự được nhiệm vụ là lắp lá chay. Hôm nay sẽ ăn cỗ ở trên một cái quả đồi được phạt khá là thẳng lên mọi người ạ. Thì bên kia là đã rừng keo do người dân trồng thôi. Đã được chuyển đổi để trồng. Còn đây mọi người, trong này là đám cưới đây. Bác Giạp đây và ăn trên cái quả đồi này. Nhìn cái cảnh nấu nướng này mình cảm giác rất là được cảm xúc luôn mọi người ạ. Buổi sáng sương mù bây giờ thì trời nắng lên rồi và cái khói nghi ngút này với cái thời tiết lạnh này thích cực kỳ luôn. Ở đó mọi người thì ai cũng thích ra không gian bếp thôi. Ở đây củi nhiều mà. Đây cái cành. Khói quá. Khói nhưng mà lại ấm. À còn chưa biết là trưa nay có những cái món gì đâu, nhưng mà đi một vòng quay cũng gà qué các thứ rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn thích nhất là cái chỗ nướng thịt nướng này. Nướng xong thì anh ấy sẽ cho vào trong cái hộp hộp giữ nhiệt kia để giữ nhiệt ở tí thì bày ra mâm thôi, nên là sẽ nhanh hơn. Thì nướng này cũng mất thời gian, mình lúc Hà đến buổi sáng sớm đã thấy anh chị đã nướng rồi. Và bây giờ cái thịt bên trong nó vẫn còn nóng hổi đấy mọi người. Và chất lượng thịt lợn ở trên này cũng ngon đi nhỉ, trong nhỉ. Cũng đã được anh ấy cho nếm miếng rồi, mãn nguyện rồi, ngon rồi. Trong ơi, à Sư ơi, dạ. Em để nếm miếng này này, ngon cực. Em nhìn thì em thích lắm nhưng mà em không phải họ nhà gái mà em là khách nên là em không dám bốc không ạ. Em cứ yên tâm, không sao đâu. Chú cứ mắc khén nát nổi ra mà không dùng. Cái này không có mắc khén, mắc khén nó phải cá. Là cá. Đây, Sư ơi. Đấy là mình hạt dổi rồi chú. Đấy. Hạt dổi riêng mẹ. Được chứ, em bốc đi. Được rồi. Bốc đi, thơm không? Thơm quá. Vừa thơm vừa lòng. Trời ơi cả nhà ơi. Tí mình bớt đi còn miếng mâm nhà mình là được. Nhờ. Đúng không? À còi cũng có. Ôi luôn anh nhờ. Ôi. Cái này tí chắc là còn rắc vừng vào đấy chứ. Ừ. Ngon quá. Ngon. Đậm đà. Anh cứ đậy vào nóng. Ngon nhờ. Ừ. Em cảm nhận có những cái vị gì? Em còn nói vị nước mắm à. Và vị giòn của da. Cái da rất là giòn, rất là thơm. Ừ. Hơi chảy xém tí. Riêng đúng không? Vâng. Ngon. Thịt bò mình xào trước tí cho mình đảo qua rồi đúng không chị? Tí mình xào lại với rau. À tí mình xào lại với rau. Thế là cái món này món thịt bò xào rau cải đúng không ạ? À rau cần tây. À rau cần. À thịt bò rau xào cần tây. Mùa rét đấy. Xào thẳng thì sẽ không kịp đấy. Vâng. Mình phải xào trước rồi mình để đấy. Xong là tí mình xào qua lại là xong. Đảo qua lại là được. Từ dưới nhà mình lên đây lâu không? 6 tiếng cô ạ. 6 tiếng thì cũng ngang với Vĩnh Bình nhỉ. Vâng. Hạt tiêu đâu? Hạt tiêu có một lọ chầm ăn. Đây là cái gì đấy cô? À, chị... giò. À bây giờ chị hấp lại giò à chị? Giò là giò bò đúng không chị? Giò bò. Chị Luân. Chị Luân à? Cái này nóng cũng hấp lại à?
Nóng mà. Ờ, vẫn còn nóng nóng nữa chị ạ. Cái sáng nay nó bảo là em hấp cái kia nó để đâu nhỉ? Em cứ hấp đi. Em cứ hấp đi. Ờ, hấp cho nó ngọt. Mọi người ăn nóng này nó sung sướng. Nóng vẫn vẫn còn nóng. Không lạ đấy cô. Giò ngựa. Mà cỗ hôm nay to đấy. Giò ngựa này ngon này. À, đây là món tôm chiên muối đấy mọi người. Để tôm này. Cũng còn nóng hổi đây mọi người. Là chiên thành hai lửa. Một lửa là sơ qua và một lửa là đã chín giòn luôn. Kia là cái lửa một cái mẻ là sơ qua thôi. À, và tôi cho đây và chiên lại một lần nữa và ra thành phẩm hai cái mâm này. Đi một vòng lại quay về cô chặt gà, à, chị chặt gà. Đính chính là chị chặt gà. À, cô đấy, hai, cô ké rồi mà. 2 phút một con. Cô ké rồi. Không ón đâu. Sao cái phong không lại bỏ đi hả cô? Ờ, bỏ đi. Ai, à, cô cắt cho cháu cái hoi mà. Gọi là cô là đúng rồi. Đây, đây cả nhà. Cô chặt gà nhưng mà cái phao câu này cô không cho vào mâm. Thế là sự đại cảm ơn cô luôn. Sư mày cả nhà. Đứng chung với cô một kiểu nhờ. Gà giòn ngon. Đứng chung với cô một kiểu, cô đầu bếp à. Chả nhé cháu ra kia xin em tí muối. Đúng cái món cháu yêu thích nhất đấy quá. À đây. Chậu ơi, ở đây cô có để đây đây cho cháu. Đây hay. Đây này. Quên. Đây phong cá. Hai cái khỉu đang đi bốc. À đi bốc khỉu á? Tí đây. Rồi, đây tí, có mà. Tí lại có mà. Lại cứ tưởng là đĩa thịt gà. Đây em sự thì được miếng phao câu rồi. Hà với em câu nhiều luôn ai. Hà với em Trọng thì mỗi người cái khỉu. Cái này là cái vứt đi mọi người nhá, không phải là ăn vụng đâu. Về cả nhà nhá. Đây, nếu mà anh thích ăn phao câu nguyên thì em lại lấy cho anh cả chục cái. Ừ. Hôm nay là 30 mấy con gà các bạn hiểu không nhỉ? Ngon. Đây. 34 con. Cả giới thiệu cô chặt gà này là tên là gì nhỉ? Ngon lắm cả nhà. Cô tên là gì? Cô à, chị tên là gì chị ơi? Chị ơi, chị tên là gì? Cô chặt gà là Mai là Lộ. Chị đã có người yêu chưa? Đây là phao câu này hả? Em họ Nguyễn. À, chị này là Nguyễn Thị Luân ạ. Ngon quá mọi người. Giòn quá nhỉ, giòn ngon lắm. Giòn lắm. Hay lắm. Chị ăn cái kiểu này ngon. Thịt gà giòn thì nó. Đây phao câu đây này, cô cắt cái thôi. Thôi, con ăn, em ăn thế đủ rồi. Miếng này, chị để bụng này. Chiến đấu với. Em thích ăn phao câu nhất. Thế à? Vâng. Em như anh, phần đấy phần béo nhất đúng không anh? Các cụ bảo rồi. Nhất câu câu như cổ cánh mà anh. Ừ. Nhìn cái đầu cánh. Nhìn đầu cánh. Vâng. Mình cũng được nhì thì cái này là cũng phải là cái thứ ba nhờ. Đúng không? Thứ này là ngon mà. Ờ, cái này luộc lên này nó cho vào lẩu ăn thì lại mềm ngon hơn anh ạ. Ừ. Trời bác. Nắng đẹp nhỉ? Đứng đây nhìn view ra ngoài kia đẹp thế. Này, đồ này, đồ gì này. À, keo chứ nhỉ? Cái kia bồ đề. À, bồ đề. À, bồ đề. Đấy là bồ đề. Bồ đề, cái cơ này là làm diêm. Em sự lao vào là chiến đấu luôn. Chiến luôn anh ạ. Anh em nhà trai là đến à. Em từng có dịp lên trên này em yến mấy lần rồi anh ạ. Cách cho xong lửa rồi. Để sức phải bỏ cái ba lô ra cả nhà. Nghe hơi vướng, hơi lồng bồng. Em đang bẩn. Mấy em mình mấy nữa thành lập đội đấu cô đi. À sư. Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà liệu có ai thuê không chứ anh? Ở đấy quan trọng thế. Với hai nữa. Quan trọng có ai thuê không? Với hai với có khả năng anh hay. Anh em mình làm được mà. Hay nếm như anh em mình thì cũng
sợ rằng là xem xong video này mọi người không thôi. Hao hụt, hao anh. Hao hụt. Một cân còn khoảng 9 lạng 8. Đấy gọi là mâm của đầu bếp mà đúng không? Vâng. Sao? À cứ đi một vòng là no. Mỗi chỗ là béo tí. Cũng ăn ăn thừa thôi, không dám ăn miếng nào xấu xấu thôi. Miếng đẹp lắm không dám ăn đâu. Dạ. Và đây là giò ngựa đây mọi người. Làm theo kiểu hình này rất nhìn thì rất giống hình trái tim luôn. Hình trái tim luôn. Đấy, trái tim. Vâng, trái tim. Giò ngựa. Giò ngựa. Đấy, giò ngựa. Vâng, giò ngựa. Dạ. Mâm cỗ trưa nay này gồm có canh khoai mọi người. Có củ quả luộc này, có tôm chiên này, tôm chiên muối này, có lợn xiên nướng này, có giò ngựa và thịt gà, bò xào rau cần với cả rau luộc. Có nhiều món vết đấy chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. 8 người, mâm 8, 8 người 8 món. Và nhìn cũng khá hấp dẫn đấy. Giò bò thì Hà cũng nếm rồi, cũng ngon. Ôi tất đấy, hóa ra tất cả các món ở đây là mình đều nếm hết rồi. Có rượu là chưa nếm. Rượu là chưa nếm rồi. Rượu là hàng anh em. Rượu là hàng. Là hàng. Ôi cứ chờ người thì chú cháu mình gọi là cạch chúc hạnh phúc nhỉ. Vẫn thừa. Ông mà anh em qua vào đi đâu đấy của cháu. Đây của cháu đây. Vẫn thừa. Đây của anh có đấy. À vẫn thiếu một người nữa đấy. Chúng ta thiếu hai người nữa. Thiếu hai người nữa. Đợi tí được chú ạ. Thế mình chờ tí đi. Chờ tí nhá. Đủ. Không bảo. Chờ tí. Bấm 8 á. Em Trọng tò mò món giò trái tim này. Đây cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ thử món giò này cả nhà. Rồi, xin phép cả nhà cầm tay luôn. Giò hình trái tim cả nhà. Đấy. Cái này chắc là chấm chấm cái này nhỉ. Nước muối được chấm gì được. Đúng rồi. Giò chấm nước mắm là cũng được. Rồi xin mời cả nhà nhá. Cho mời chú mời các anh nhá. Ngon lắm mày ạ. Nó thơm mùi tiêu. Anh em mình làm một ly nhỏ nhỏ chú Thanh nhỉ. Chúc mừng hạnh phúc em Giáp nhỉ. Đây ạ. Đây. Thôi. Anh đây thôi. Chúc mừng hạnh phúc em Giáp nhá, em Sự nhá. Anh Đức ơi. Chú Thanh ơi, mọi người rồi. Chúc mừng hạnh phúc Giáp nhá. Hết party Trọng đi. Nhá. Hết luôn. Không, uống mới chán cho nó quen đấy. Rượu ngô cả nhà. Rượu ngô chất lắm. Hạ quả mời mọi người miếng rau nhá. À lúc nãy đi một vòng rồi. Món gì cũng giới thiệu mọi người hết rồi đấy. Cơ bản là ăn vụng. À chào mừng. Chỉ mình phải làm một miếng thịt gà. Đây. Nhờ. Em bắt đầu thịt gà luôn. Anh xin nhá. Vâng. À coi ăn miếng thịt gà chắc là nhờ em Trọng quay hộ. Để cảm nhận cái thịt gà ở đây. Đây. Trọng hộ Hà thì. Xin chào mọi người nhá. Đó. Ăn miếng thịt gà. Lúc nãy mới được ăn cái miếng đầu mổ thôi. Giờ mình mới được một miếng đã mồm. Nó vẫn có lớp béo ở trong lớp da nữa. Có cái thịt gà nó mềm. Thơm lắm. Đúng quá. Chú Thanh ăn đi chú này. Đây chú Lâm có đùi. Đúng quá mọi người. Chú Lâm có đùi. Ra luôn. Gà nó rất nhỏ nhưng mà nó rất là chắc nhá. Cái gà này chỉ hơn cân một tí thôi anh ạ. Gà này gà đạt tiêu chuẩn. Gà gì đây. Rồi. Anh Đức định ăn phần nào? Phần này nhá. Đùi đi. Mời em chăm con này. Vâng. Trên đồi không phải chặt lớn. Ngày hôm nay được chứng kiến ngày lễ thành hôn trăm năm phúc của cô dâu Hải Yến và chú rể. Đến nay anh còn quà những kỷ niệm
dành tặng cho hai con và hai em của gia đình. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu lúc này là ông Đông và bà Quyên cùng với anh Việt, chị Duyên hãy lên chào.